Mới 9 giờ sáng mà đã thấy trời nóng rồi. Good morning. Three bedroom apartment in Ho Chi Minh City. Only like $150 a day. I woke up way earlier than I did. Three bedroom apartment, only $150 a day. Three bedroom, two bath. Very upscale in Ho Chi Minh City. With a $1 million view. Wait, Dad. Yeah. Where are we going today? Where are we going? We're going to your hometown? Xin chào cả nhà, chào buổi sáng. Chào, xin chào Việt Nam. Hello Việt Nam, mình tới Việt Nam được 2 ngày rồi các bạn. Thăm gia đình mẹ mình ở quận Tân Bình và mình gia đình mình mướn một căn hộ ở trung tâm thành phố Hồ Chí Minh ở Downtown Sài Gòn. Rất là đẹp các bạn, có rất là beautiful view, giống như là nhìn ra ngoài thành phố rất đẹp. Hôm qua mấy hôm kia mình đi đi rất nhiều trong thành phố. Mình đã chứng kiến được rất nhiều xe VinFast, giống như là không có ở Việt Nam mới ở thành phố bây giờ, nhất là ở Sài Gòn. Mình chưa có biết mấy tỉnh khác làm sao, nhưng mà ở thành phố Hồ Chí Minh, ở Sài Gòn, nhất là trung tâm Sài Gòn quận 1, quận 7. Mình đi đâu mình cũng thấy xe VinFast hết, giống như là nhiều lúc có 2-3 chiếc đi chung với nhau. Rất nhiều xe VinFast làm taxi, và rất nhiều xe VinFast làm taxi, trong đó có xe VF8 và rất nhiều xe EV34 và xe VF5. Mình có đi taxi xanh taxi được 2 lần, hình như là 3 lần rồi. Đi với vợ mình, đi với mấy đứa con mình có thâu rất nhiều video clip, nhưng mà mình chưa có thời gian để mình soạn mà mình chia sẻ với các bạn. Mình chỉ muốn chia vui với các bạn là Việt Nam mình không có cô đơn. Về Việt Nam mình rất là hạnh phúc, rất là vui ở đất nước rất là hùng cường Việt Nam, rất là tân tiến, rất là đẹp, và rất là người Việt Nam rất là vui. Ăn uống đi đâu cũng gặp quán ăn rồi nhà hàng rồi ăn, nhìn rất là mê mà ăn không hết, quá nhiều sự lựa chọn. Và mình rất mừng là mình không còn cô đơn. Cái xe VF8 mình thấy quá nhiều ở Sài Gòn cho nên mình cảm thấy về bên Mỹ mình cảm thấy rất ngộ, là bên đó mình cảm thấy lẻ loi, chứ còn bên Việt Nam mình cái đó là rất là bình thường. Đi xe VinFast VF8 là VF5, EV34. Mình chưa có thấy chiếc VF7 với cả VF9 ở Sài Gòn hai hôm nay, nhưng mà mình hy vọng mình sẽ thấy. Mình nghĩ chứ sau mình sẽ thấy. Ok, xin chào các bạn. Mình một lần nữa mình cảm ơn các bạn theo dõi kênh của mình, và mình mong các bạn thông cảm là thời gian mình rất là ít, cho nên mình dành thời gian tất cả và nhiều hết cho vợ con mình và những người họ hàng của mình. Mình phải dành thời gian cho họ, cho nên mình không có dám hứa gặp bất cứ một người nào. Mình biết có rất nhiều, không phải rất nhiều mà một số bạn là fan trong kênh của mình muốn gặp hẹn hò mình để uống cà phê, mình cũng rất thích, nhưng mà mình không biết có thời gian hay không. Mình nếu mà không có thời gian dịp này thì mình hy vọng mình sẽ quay lại Việt Nam trong những lần tới. Ok, xin chào các bạn, cảm ơn các bạn nhiều.